Trời ơi, mấy ngày hôm nay ốm đau mệt mỏi trong người. Bà các con chăm sóc đủ đầy, thuốc thang nào có thiếu đâu. Nay vì ốm đau bệnh tật thương các con, mà mấy hôm nay các con cũng cơm. Lên nghe thấy các con cúng cơm mà đau xót nghẹn ngào. Các con ơi, chiều trông ngóng trông vào trông vào mong ngóng con bây giờ thương nhớ. Hồi xuân sinh con mau trở về trông ngóng trông mong chờ, nay mong chờ các con đợi mong. Hồi con gió sương ướt lạnh vai con, dương trần nay đã về quê, về thương con héo hon bệnh tật. Nay trong lòng bao ngày nhớ mong, hỡi con ơi có thấu hiểu. Trời ơi xuân sinh con mau về với cha đi con ơi. Một Phật đây cụ ơi. Một Phật cụ nhà đủ số quy tiên. Một Phật con cháu thảo hiền bao yêu mẹ cha. Mời đoàn văn nghệ đến nhà. Mô Phật. Trước là thờ tổ thờ vong. Mô Phật. Giang tay thắp ngọn điện trong. Mô Phật. Tôi là con cháu của vong đường xa, có một dải nhỏ đem ra thương đoàn. A Di Đà Phật. Mong đoàn cố gắng nhiệt tình. Tiếng chuông, tiếng trống đêm nay khỏi phiền. Mà cháu con A Di Đà Phật. Mô Phật. Con cháu của vong ở đường xa thì có ít giải. A Di Đà Phật. Đấy, okay. Là cái giải này là của con cháu ở xa. Thế còn con cháu ở gần đâu hết rồi nhỉ? Cụ nhỉ? Hả? Thế hả? Quân ơi, đây là cái giày của các cụ, rồi của con cháu ở xa. Cụ ơi, thế cái giày thì em đã nhận rồi, thế còn cái đĩa thì em lại tái hồi lại rồi, để cho các cháu của cụ để tái hồi đêm nay nhé. Quân ơi, mấy ngày hôm nay ốm đau bệnh tật, trông ông con như lũy tre già để ngóng đợi con đây. Con ơi, con đang ở nơi đâu thì con về với cha. Cha đang ngóng ngóng để đợi con về, con có nghe thấy không đây? Cha kìa con. Cha ơi, cha đi đâu rồi?
cha đang ở ngoài này đợi con đây con ơi. Con đang đi tìm cha đây, cha ở đâu? Con về với cha đi con ơi. Cha ơi, cha như một dải ngân ngân, con như giọt nước sinh ra đầu nguồn. Hôm nay cha về với tổ tiên, con cháu thảo hiền nè, bao hiếu cho cha. Trời ơi con, trời ơi con tôi xuân sinh con. Cha đời ơi, ơi cha ơi, bây giờ cha nơi đâu? Cha mong đợi con đi lang thang nhớ loài chim lạc nghe, thân đi cánh nghe tung đi bay, khổ đuối chẳng trời ơi con. Mà đêm buông xuống che lấp nỗi con đi, con đi đi đâu, con biết tìm cha. Trời ơi các con xuân sinh, trời kìa con, nhà cao cửa rộng cho không ở thì cho xuống đây để làm gì? Quân ơi, chỉ vì cha ốm cha đau mấy ngày quá con ơi. Trời ốm đau mỏi mệt, ốm đau là bệnh của trời. Thế là chiều ốm qua chẳng về với chúng con nữa đâu. Thế là chiều hôm qua cha đã nhắm mắt xuôi tay, mấy ngày nay các con cũng cơm gọi cha về. Cha ơi đêm năm canh thì con ngồi con khóc, thì cha hiện hình về bao mộng cho con. Nếu con tìm gặp cha thì phải xuống nơi đây để rước cha lên đò dòng. Bây giờ con đã gặp được cha rồi, thế cha ra đây từ nãy đến giờ cứ than thở, thế có con cháu nào hỏi gì chưa? Chẳng thấy con cháu nào hỏi gì cha con ạ. Chẳng thấy ai hỏi gì, nào dâu cả dâu hai đâu chẳng thấy hỏi gì con ơi. Thế mẹ Đào hỏi gì chưa? Mẹ Đào hả? Con dâu cũng đào mà con gái cũng đào. Đấy, con ơi, con dâu con gái nào cha cũng quý như nhau. Nay chỉ có một các cháu nội ngoại xa xôi con ơi. Thế còn các gì ở Cao Bằng kia kìa con kìa. Đấy, các ông các bà trên Cao Bằng, các anh các chị, các con các cháu nội ngoại trên Cao Bằng. Đúng rồi, đã về đây đông đủ. Đúng rồi. Thế các cháu ở Cao Bằng hỏi gì ông chưa? Đấy, mỗi cháu cho ông mấy chục tha hồ ăn quà. Đúng rồi con nhỉ. Bây giờ cha ôm cha đau mệt mỏi,
Thế được các dì với các cháu ở Cao Bằng mà như thế này thì vui lắm con nhỉ. Đấy ngày hôm nay, đấy là gia đình thông gia ở Cao Bằng đấy. Đúng rồi. Thế còn em gái đây này con ơi. Đây em gái đây này con này. Đấy hai bà em đấy. Đúng rồi. Thả chưa hả con? Thế còn cái bà ngồi ở giữa kia thế nào? Đấy, thế bà nhị cho tiền chưa? Chả thấy gì. Cha nưng hơi dài đấy con ạ. Thế hả? Nưng dài quá hả? Nưng dài quá. Thế con sang xem là con gái Liên nuôi cha nhiều nhất kia xem có bảo gì ơi, không? Bà đi xem mà để quên tiền nhá. Đấy, sao bảo Cường nó hất cấp. Đoàn mai bà về để giá liền cho trưởng đoàn ngay bà. Đấy. Đấy, cụ ơi. Đây là cái giải tâm thành của em này, em nhị nhá. Em chỉ có 10 đồng thôi. Em biếu anh tấm bánh đồng quà đây. Đấy, cái chất nào đây? À, đấy, các con, các cháu có chất. Đấy, chất cho muốn điểm 10 thì cứ cho mạnh vào. Cứ đẹp như tiên như hoa trên cành ấy. Đấy, đây là cho ông, cho cụ nhá. Đấy, ai đây? Cháu nội đấy con ơi. À, cháu nội à? Tên là gì đấy? Đích Tôn đấy con ạ. À, đích tôn của cụ đấy. Đích tôn đấy con ạ. Ông ơi, con rồng cháu tiên, con thảo cháu hiền. Ông ơi, từ xa xôi Cao Bằng. Ông ơi, con về đấy con cứ chút tiền đòi đi biếu ông tấm bánh đồng quà. Ông ơi, mong ông nhận lấy ông lên đòa về. Đoàn nhạc khía của chúc cho này cháu đích tôn của cụ bách niên lên não bão không được đổ. Thế có đi buôn thì buôn một nãy mười vào nhá. A Di Đà Phật. Đấy là cháu nội con ạ. Thế còn cháu ngoại của cha đông lắm con ạ. Con xem thân các cháu ngoại ngồi ở đâu, rồi xem bố tám ở đâu con ơi. Bảo rằng là nuôi bố bao nhiêu ngày chả tiếc chi con ơi. Cháu là cháu ngoại của ông. Cháu Nghiêm. Ông ơi, cháu là Nghiêm Mai. Bây giờ ông mất không còn. Ông ơi, con có quan tiền để biếu ông đi. Ông đi thì ông chẳng lo gì. Đã có con có cháu để tiễn ông đi đoạn đường. Thế đây là cháu Liễu. Cháu Liễu là con xinh gái nhất bên ngoại đây. Ông ơi, lúc nào ông cũng khen con là đẹp gái. Đúng rồi đấy con. Bây giờ ông mất là con cho ông tiền đấy, ông mua đôi dép ông đi ông nhá. Đúng rồi. Thế con sang con hợp gặp bố tám xem nào. Bảo là thương cha nhất đấy con ạ. À. Thế có mấy ông con rể của ông nào cho tiền chưa? Chưa thấy gì con ạ. À. Chưa thấy gì. Con nào bố cũng cho thế nhưng mà chẳng thấy gì con ạ. À. Dâu hiền như gái mà rể hiền như trai. Đúng rồi. Thế con dắt ra để xem bố tám ngồi ở đâu đấy. Con cũng chả biết bố tám ở đâu. Con cứ xem cái bố nào mà đầu húp nhất thì là bố tám con ạ. Đâu bố nào bố tám giơ tay lên xem nào. Đấy. Thì đâu rồi? Con ơi, đây này. Đây này cho cụ, đây này cho em. À cho cụ, à cho bố, phải cho em đấy. Cha ơi, đây là con rể tám chỉ có một chút hành sai. Để ngày mai cha về nơi cực lạc. Cha ơi, mong cha nhận lấy tiền đường đổ cho con cháu thọ trường nghề giàu sang. Thế còn bé thế này, thế con làm gì ra tiền mà con cho cụ? Ai cho con? À mẹ cho con lại cho cụ. Đấy, thế cụ cứ độ cho là học giỏi nhá. Này mai có ra nước ngoài đỗ tú tài thì về khoe với bố mẹ nhá. Cháu Tuyết Xuân, đã tuyết này Xuân, cái tên đẹp quá bố ạ. Cha ơi, chú ơi, bác ơi, cháu là tuyết là Xuân đi, con chẳng có gì cho bác qua sông. Bác ơi, con chỉ có mấy đồng biếu bác về ấm. Bác ơi, bác cầm lấy mua áo, mua quần, bác mua chăn, mua màn,
để bác lên đò bác về với tổ tiên ông bà. Thế chị Tuyết Xuân ơi, cái giải này chẳng bé chẳng to nhưng mà này đăng giá bằng kho bạc vàng chị nhé. Thế chị cứ lần này như này lần sau hơn nữa nhé chị nhá. Ai đấy? Con rể. Rể thứ mấy? À con rể thứ ba đây. Đấy. Ra là phải xưng danh. Công cụ nhiều con rể này em không biết ai đâu. Ăn lại mô Phật. Tôi là các cụ thập phương. Mô Phật. Được tín cụ mất tôi liền đến thăm. Mô Phật. Cụ này đã đủ số quy tiền. Mô Phật. Có một dài muộn tôi ra thương ngã đoàn. Mô Phật. Xin đoàn nhận lấy dài này. Mô Phật. Phục vụ cho cụ để đêm nay đỡ buồn. Đến tận trưa mai mới về cụ. Bây giờ thì tôi lại hỏi luôn. Mô Phật. Hỏi đoàn văn nghệ người này ở đâu? Mô Phật. Mấy lời tôi đã hỏi trước sau. Mô Phật. Hỏi đoàn văn nghệ đã học đâu nghề này? Mô Phật. Nghề này rõ thật là hay. Đang hot với cụ ạ. Phục vụ cho cụ để cụ dạy quý tiên. Mô Phật. Để cho con cháu được bảo đền. Mô Phật. Để mà thờ cụ đến nay khỏi sau rồi đoàn trở ra về. Chúc đoàn mạnh khỏe trẻ lâu vững ngã bền. A Di Đà Phật. Quý hoa quá. Thế ai con cháu cũng như các cụ để con cứ diễn đến mấy ngày cũng được. Con cứ diễn đến ngày kia có được không? Cụ hỏi rằng đoàn nhạc hữu người này quê đâu? Thì con cũng trả lời rằng dịch vụ tăng lễ ở xóm Đồng Chầu chứ chẳng đâu xa. Cạnh đây có mấy căn nhà là ra đến của nhà dịch vụ tăng lễ Đồng Chầu Dương Cường ở Tân Khánh đâu xa. Bây giờ cụ mất, lại nhớ đến anh em trong bản đoàn nhà khiếu đến nhà. Trước là thờ tổ, sau là thờ vong. Để ngày mai đưa cụ ra đồng, mồ yên mà đẹp mới yên tấm lòng. Bây giờ các cụ này có mấy đồng, ra thưởng cho anh em trong đoàn nhạc hiếu. Rồi này chúc cho chúng con được mạnh khỏe. Thế còn con chúc cho các cụ làm sao cứ chân cứng đá mềm, ăn bằng cũ ngủ bằng xưa cụ nhá. Cháu Tiến. Con ơi cháu Tiến, bạn cháu Tùng. Ông ơi đây còn cháu Tiến là bạn của cháu Tùng. Cùng với cháu Công, cháu Điểm ở Hưng Yên. Con gái Liên Quy. Hỡi ông ơi cha ơi, đây là giải tâm thành của cháu Tiến là bạn cháu Tùng. Cháu đây từ ở Cao Bằng cùng với con gái cháu ngoài Hưng Yên ba miền về đây. Trời ông ơi, đây là ba cái dài chứ tâm hạ thành. Thế chúc cho hai cháu ở dưới Hưng Yên, chúc cho con gái Liên Quý thế con giàu sang nhất làng nhất xã chị nhá. Đấy tiền thì con đã nhận rồi, chiếc đĩa này con lại tái hồi cụ đây để cụ này đồng tiên con cháu thường đầy rồi cụ này nam mô. Đấy em cô đây, đấy cô dúi vào tay mẹ đấy, khéo rút nhầm vào đồng 500.
thần đi hả? Có ba chị em thì mất chị đây này, mất anh. Còn một mình em ngày dỗ bố dỗ mẹ hàng năm, chẳng còn anh chị để tâm sự vui buồn như xưa. Anh ơi mong anh nhận lấy tiền đò, anh độ trì cho em gái hàng đồng mạnh khỏe thọ trường bình an anh. Thì bây giờ đã tới bên đò, cha ơi cha ngồi nghỉ nơi đây, để con ra con gọi ông nay đò, để cho cha được bước lên đò dòng xuôi chèo mát mai, không bị trời sắp khuya mất rồi cha à. Đúng rồi, con ra con gọi ông nay đò, để kéo trời đêm lại khuya mất con ơi. Cha ngồi đây nha. Ừ, cha ngồi đây. Thế con muốn ăn quả ăn bánh gì bảo các con các cháu cho, không phải ngại đâu. Ừ, thế xong xem là có cháu nội cháu ngoại nào không, để cho cha mấy đồng để mai đi chợ Tân Khánh nhỉ con nhỉ. Thế là mai là phiên chợ hả? Ừ. Đấy. Đây đây. Ôi trời ơi. Ồ, hôm nay rồi à? Thế thì quên mất rồi. Sao chắc của cụ nó xòe khéo thế cha nhỉ? Xòe này nó ra nó cho cụ đây. Đấy, chắc tuần biết. Con cho cụ cái quạt để cụ quạt cho nó mát nhá cụ nhá. Đúng rồi đấy con nhỉ. Cha ngồi đây để con xuống bến con gọi ông lái đò, không thì ông ấy đánh đò đi đằng khác đấy. Ừ, thế con gọi ông lái đò cho cha đi. Lấy thuyền ơi, xin ta mời sang bên. Mập mờ cho muốn sang đò cho cứ ngồi chờ, ông ấy còn bảo thế này. Bảo sao hả con? Mà có tiền nè thì nào chờ chơi cho vui sông nước cho người sang sang ngang ấy, mà không tiền không gạo cha cứ ngồi đây vài ba chẳng nghe. Trước khi ra đi con cháu có cho tiền không? Chẳng thấy gì con. Im lắm. Im lắm. Lục trong túi xem nào. Có đồng nào con ạ? Chẳng thấy có đồng nào đấy, ai đấy? Con ơi, thế con cảm ơn hộ cha cái con ơi. Ông ơi, đò ông chỉ cho đừng người ấm. Ông ơi, chúng con là người trần,
làm sao qua đò cùng ông được. Ông ơi cháu Tuân, đêm nay con có gạo, con này có tiền để rước ông lên màn thuyền. Ông đi đò thì ông phải có tiền. Ông dặn cháu Tuân rằng mặc dù có khóc nhỏ khóc to không bằng ra trả tiền đò cho ông đi. Ông về với Đức Phật từ bi. Ông ơi con cho ông tiền để ông đi lên chùa. Mà giờ này ông nay đò ơi, ông đi ra đây bây giờ đò ta giúp đi cho nên đi đò dòng con cháu có lòng để giúp cha mẹ ấm nào là con cháu đủ đồng cả ông bây giờ cho thì con ơi, thế đêm có khuya ngày có dạng con ơi. Này con cháu của cha anh em thì rất đông đủ đây con ơi. Thế thôi thì cái tiền này con để cho ông lái đò để chèo chở cho cha để về Tây trước. Còn nếu không thì con gửi hết vào ngân hàng cho cha con nhé. Thế thì bây giờ cha con mình phải chia tay rồi con ơi. Này trước khi cha ra đi để cha có mấy lời căn dặn các con đây. Này cha mẹ đi hết cả rồi, chỉ còn có các con ở trên đời mới các cháu phải nhớ bảo ban. Con
Thế thì rồi cha có về dưới đó để cha mới nhắm mắt xuôi tay con nhé. Tình cha con nay như cung đàn đã đớt xây tơ, như cung đàn đã đớt xây tơ. Tình cha nghĩa mẹ nay biến phải sao đây, nay tình cha biệt lấy chi các con bao đắp ơn này. Chưa đã nuôi con đôi bàn tay, bằng mẹ đã nuôi con bằng ai bầu sữa ngọt đây cả cuộc đời con ơn mẹ ơn cha. Đây cả cuộc đời con ơn mẹ ơn cha. Đây cả cuộc đời con ơn mẹ ơn cha. Ông nay đó ơi, ông cho cha con được nên đò với. Quái, ê à, lấy gì? Lấy. Đi đâu sớm chẳng đò. Đêm con lão rất ngại sóng to, nay tuổi về già mắt lão lại bập bờ. Đi đâu thì cứ ngồi chờ, không có gạo tiền lão chẳng cho sang đâu. Ấy cứ yên tâm, ông cứ ra chở đò đi, con cháu chuẩn bị cho ông khối cả tiền đấy. Đấy một mâm rồi nhưng mà toàn tiền đẻ ông ạ. Ờ như đừng có nửa lão. Ờ ra đi ông ơi. Lão ra mà không thấy có tiền là lão lại quanh lại đấy. Ôi trời. Thôi được rồi. Ờ nghe khách gọi lão cũng thấy thương tình. Ờ khách qua sông này lại của ông được về bên kia bồng lai tiên cánh. Nay lỡ lòng nào ta lại biết ta không cho ha sang thì ắt là mình mang tội. Ta mang tội. Thôi được rồi, đêm có khuya mà rời có tối. Thế lão cũng sẵn lòng để chèo chở đưa sang. Ấy như đò của lão chưa khai quang đâu đâu nhá, cứ bảo anh em con cháu chuẩn bị nhiều tiền vào để lão ra khai quang sáng tạ đò nào. À, nhanh nhanh hôm nay thôi. Mà đêm khuya chẳng thể à, chẳng thể anh não vừa chợp mắt thì lại nhỏ to rồi, mà gọi đò thì toàn gọi ý ban anh não vừa buồn ngủ lại thêm có tiền thì nào cũng chờ luôn cho vui sông nước để đưa hồn sang sang sông. À phải rồi. Thế này anh em ơi, ơi các đạo quan ơi, đây làm sao? Thế chẳng biết thế nào nhưng mà lão thấy tấy bảy ở dưới bên anh sông. Anh thấy bảy bên sông. Không biết là nay ai muốn đi chơi đúng đỉnh thuyền rồng. À đúng đỉnh thuyền rồng. Ừ.
thế đòa của lão thì có đó đấy, nhưng mà lão còn bận lắm bà con ạ.